Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình sẽ chơi úi dồi ôi, nhiều lắm. Đầu tiên là cái trò gì bây giờ? Mình sẽ chơi Plan Zombie. Lên rồi. Thật là may mắn vào vắt có cái sự kiện. Ồ, đây là cái sự kiện của chúng ta. Sự kiện gì này? Có cái xương rồng chắc chắn là có bọn zombie bong bóng. Bọn zombie nó treo mấy quả bóng bay, nó bay lơ lửng thôi. Xem đúng như dự đoán mình ấy nhé. Trời, cái con zombie này nó mang cả lều này, nó mang cả lều cả bạt nó ra đây, nó làm nhà luôn luôn này. Cái bọn xương rồng này bắn nó hơi kém, nó không được mạnh lắm. Sòi đâu mạnh là phải nói cây cây gì rồi. Cái pit shot nó khỏe hơn nhiều. Ôi, thôi thôi thôi, vỡ mồm rồi. Tôi chết rồi. Có cây gì kém vậy? Có cây kém quá. Bắn được cái bắn mãi không chết được mấy con zombie. Ok đấy, mình đặt cho một cây đây. À, cái túi hàng này nghĩ là gì rồi? Túi hàng này là cái để nó chắn cái đạn của mình nhá. Bọn này trông thế nhưng mà rất thông minh. Không làm cách nào để mà trồng mấy cây vào đây thôi, chỉ có cách là đặt ở đây thôi, chỉ có cây đấy. Đó thì mới giải phóng được mấy con này của mình. Xem còn con nào nữa không. Ui, hết rồi à? Trời, nhanh nhỉ. Chúng ta sẽ sang cho Brawl Star. Đây chính là cái nhân vật của mình nhỉ. Rất là nhiều sự kiện để chơi với bên Ngọc ấy. Trời ơi, sao lâu thế nhỉ? Đợi mãi được vào. Pam pam bo. Mạng của mình karaoke mình chỉ chơi chiến thuật là úp sọt. À, úp sọt. Úp sọt, úp sọt. Ô, các bạn tôi đâu hết, úp chết hết rồi. Trời ơi, úp sọt được cả đồng đội cơ. Đấy, mấy ông này chuẩn bị đấy, bắt bắt úp xoạt. Đấy, đây, bắt đi, bắt đi. Quá thành công trong chiến thuật. Úi, chiến thuật mình hết máu. Đấy, đấy. Lại náo tiếp. Quá phát tuyệt vời. Đấy, chiến thuật úp xoạt rất là thành công. Bởi vì mình đã úp được khoảng 3-4 tên luôn. Mình lại đi lên kem theo cái cửa này để úp giọt đằng sau cho đồng đội của mình bắn, thế nó mới chiến thắng. Ôi trời ơi, sao bắn kinh thế. Ủa kinh thế. Ủa ông này bắn giỏi thay. Ủa bắn ác thật. Trời ơi, ôi thế mình cũng chết rồi. Cướp 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 cướp. Ôi trời ơi, ôi bắn chuẩy em làm gì. Trời, phút cuối vẫn thua này. Ôi, đồng đội của tôi đâu? Đồng đội của tôi đâu hết rồi? Họ chết hết rồi. Wow, em võ thuật kinh vai. Wow, chuồn rồi anh em ơi. Mình cướp được một đống ngọc cho mình chuồn nữa. Cái thanh niên kia với em mua quạt kinh quá. Mua quạt ăn như tôn ngộ không. Yeah, tự nhiên thành sinh viên ưu tú rồi. Ô, không được ưu tú à? Hay quá trời luôn. Này, mình sẽ sang cái trò short read. Cái trò này thì chơi vậy quá là ngu người luôn. Mình chơi xong mình cảm giác mình ngu vãi chuồng luôn. Đi.
What? Sao? À, vẫn sống rồi, vẫn sống. What? Chính xác quả bom cũng chính xác thôi. Từ từ nhá. À, từ từ. À, có bom này, có bom này, chính xác mới có bom này. Đây này. Chết đấy. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Tự nhiên lên được rồi lại đi xuống làm cái gì không biết. Hài lắm, chơi trò này hài lắm. Ui, tránh chẳng có bom, có bom, có bom, có bom tránh như. Ôi, cái điều khiển khó thế nhỉ. Tránh sao có bom. Đây đây đây, có cái lưỡi lê, lưỡi lam này. Tuyệt vời, mình đã qua chỗ này rồi. Ủa, khó đi thế nhở. À, nhảy 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 nhảy. Ui. Có vẻ như về đích đến nơi nữa. Bắn u cái tay to thế. Stop here. Ờ, stop here. Chỗ này stop rồi mà. Wow, vẫn chết cửa. À, vẫn đi được chỗ này. À, chỗ này mình chơi rồi. Rồi, mình sang trò Angry Birds Go. Trò này ngày xưa có nhưng bây giờ nó xóa mất rồi. Cả trên Safeplay và Apple Store xóa hết rồi. Đây chính là những cái gương mặt của chúng ta. Những chú chim mạnh nhất mọi thời đại. Đấy, đùa trong cái màn này khó phết đấy, không phải dạng vừa đâu. Ôi 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 ôi, ôi trong mặt lắm. Mình được kích cho một quả bom vẫn chết ngay. Dám vượt mặt à? Vượt mặt là lần mặt đấy. À đây 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 đây. Ôi. Tối thế nhỉ? Không nhìn thấy cái gì cả. Cái màn này nó khó thế này chứ mấy màn khác không khó thế này đâu. Cái đích ở đâu? Đích của lâu mới về. Đích ở đâu của lâu mới nói cơ. À đây 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 đây, chỗ này này. Có cái đường đua màu vàng vàng này. Chính là nó, chính là nó. Ồ, mình ăn rất nhiều tiền. Tiền nhiều để mà làm gì khi không có đích lối nào để về cả. Đích rồi, đích rồi. À ha, xếp thứ nhất mẹ hoành tráng. Từ bao lâu nay tôi chưa xếp thứ nhất bao giờ cả. Wow. Hoành tráng phết. Ồ, có con cuối cùng này. Mình sẽ đua cái màn cuối cùng luôn. À, đây chính là cô nàng mạnh nhất mọi thời đại này. Rồi, xong, à, solo. Đây là bot ấy. Đây con bot của chúng ta luôn. Ôi trời, bay bot nhanh thế nhờ, phóng nhanh thế nhờ. Mình không thể chạm vào cái quả bong bóng mà cô nàng này tạo ra được. Chúng ta sẽ vào một thế giới mộng mơ luôn. À, phóng nhanh lắm, mình đang hiện tại phóng rất là nhanh. Ở đây nó lại tạo bong bóng rồi. Ai ôi. Vậy chúng bong bóng. Ủa cô nàng kia phóng nhanh thế nhờ. Ăn cái gì mà phóng nhanh thế? Ôi nhanh thế nhở? Không đuổi kịp luôn được. Ủa, không thể đuổi được. Quá nhanh và nguy hiểm. Đúng là boss có khác.
Mình đi sang trò Roblox. Đấy, mình đang trong cái thế giới game này. Như kiểu đang chơi MU ấy. À, chơi thiên kiếm mà mấy cái trò khác đồng lắm, đồng vãi chưởng luôn. Họ đây làm gì ấy? Wow, đang luyện kiếm à? Người ta đang luận kiếm. Ai có những cái kiếm thì khỏe vãi. Ôi chung, ông này nhìn đẹp vãi chưởng. Mình chả có đồ nào. Let's go rồi các bạn ơi. Trò này có cái âm thanh không hiểu làm sao tắt được cái âm thanh đi. Chém chém. Các khanh tránh ra. À, con người xương này uống nước đông rượu. À, chết con người rượu. Chết chưa? Chết chưa? Thế là đường cụt rồi. Theo trên bản đồ thì đây là đường cụt. Mình phải đi về hướng này này. Wow, hướng này đi về nhà sao ấy. Lạc đường rồi. Ồ đúng rồi là mình lạc đường rồi. Đâu đâu xem còn đường đồng đội nào không nào. Wow, đây. Đây là cũ thôi. Chúng ta sống lại. Ây à, thành những cái con xương này. Con người xương này nó chuyên bắn những cái tên Kametuko. Làm chúng ta không khỏi. Ôi nó đông thế. Ủa đông thế nhờ. Trời lại chết thôi. Đừng hòng làm lùi đôi chân ta bước. À, mình hoàn toàn có thể nhảy lên đường vậy, mình quên không nhảy. Quên thôi. Nhớ xem. Đường hòng mà chết được. Đây còn một toán loạn một phiến quân này. Wow, những cái đường kiếm của mình này thật là hoa mỹ. Trời ơi. Đây một đường nữa đây. Bắn luôn. Ta vừa luyện được môn tịnh tà kiếm phổ, các người đừng hòng mà động đến ta. Đây có một toán này. Toán người xương ấy. Bắn. À ha, rồi, còn một toán nữa này. Đây. Mình sẽ nhảy lên, nhảy xuống mà, nhảy lên. Chém. Wow, né quá chuẩn luôn. Hết rồi. Còn một đây, còn một đống này. Sắp đến con boss rồi này. Đến con boss thì thôi rồi, nó to quá trưởng luôn. Ô lại hoảng rồi. Cái map này mình chưa phá đảo một lần rồi. Ôi dồi, ba con người xương. Ba cây, ba con này nó trụ lại. Bố ai mới đỡ được. Mình sắp chết rồi, hết máu rồi. Tôi không đi được à? Ô, may hoảng rồi. Đây, còn một đám đây. Rất nhiều con đây. Chúng ta sẽ đến với con boss cuối cùng các bạn ơi. Con boss Nizuking. Con boss nó ở đâu? Ở đâu còn lâu mới nói. Vai cả âm nhạc. À đây, con boss đây. Cứ đi về. Nhà của game to quá. Boss này. Chém rồi, nhưng chưa bao giờ được chém.
Quảng rồi, thua rồi. Chúng ta bắt đầu sang một cái trò khác, đó là Minion Run. Wow, chỗ đây được đấy, mình sẽ vào đây đi. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái súng bắn tên lửa. Ừ đúng rồi, súng bắn tên lửa nhé. À không phải đấy, mình phải cưỡi cái tên lửa trong vòng, đi trong vòng 1000 mét để hoàn thành xong cái nhiệm vụ ngày hôm nay và được thưởng một cái cặc digit như này. Ôi bay cả vào nhà để còn phá cửa kính này ra. Mà chạy mãi chả thấy cái tên lửa đâu nhở. Mọi người có thể cho mình biết là nó đang ở vị trí nào không? À đây là cái máy hút bụi, không phải là tên lửa. Nó là máy hút bụi thôi. Ồ oh, đây mình đã ăn được một cái súng băng, là mình bắn đóng băng tất cả mọi thứ luôn. Những cái gì nhìn thấy là đóng băng được hết. Còn những cái gì mà không nhìn thấy thì không thể đóng băng được. Đó là cái định luật đóng băng. Quá thì người gì đấy. Người thứ cổ. Ủa hết thế nhỉ, cái này nó nhanh hết thế. Cái lọ thuốc tầm màu tím tím thì nhanh hết quá. Đây rồi, tên lửa ấy rồi. Tên lửa ấy rồi. Có cái gì đây? Trời ơi, mình cưỡi tên lửa có tí này. Chúng ta không để tiếp tục cuộc chơi được. Đây rồi, mình có một trò mới đây. Thì đó là cái trò Turbo Star. Đây là một trò mới có do một người bạn này, một người bình luận, một người chơi giới thiệu cho mình đấy. Ôi sao hôm nay nó lại tối mù này. Ôi nó cứ đen đen này, đùa nó lại thích này. Chứ cái nền nó trắng là khó đùa, không nhìn thấy gì. Ôi sao nhanh thế. Ôi không bị cáo quá nhớ. Phê vai. Trời ơi nhanh quá. Thực ra là nó không nhanh lắm, nhưng mà cái ảo ảnh của cái trò chơi nó tạo cho mình cái cảm giác là nhanh vãi chuồng. Ôi về đích rồi à. Điểm khá cao đấy. Chúng ta sẽ đua thêm đi. Ten 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 ten. No thành. Đây rồi. Chuyển địa hình liên tục. Bây giờ lại đua ra một cái chỗ nào nó màu nó như kiểu gỗ gỗ này. Có một cái chìa khóa đây. Ôi nhanh quá. Ôi dồi. Mình cứ giả vờ thế cho nó nhanh, thực ra nó cũng bình thường thôi. Nó như bao trò chơi khác đây. À đây có những cái tia khé khóe của gió này, tia khóe gió này mà nó bắn tia này làm cho mình cảm giác là nhanh. Ok hay đấy. No thanh. Đây là một kim mới thôi. No thanh tiếp nữa. Chúng ta sẽ mở cái này xem nào. Wow. Chẳng có cái gì cả. Hết chìa khóa rồi. Mình sẽ đua thêm một mán nữa nhá. Ủa các thanh niên này có nhiều cái đồ chơi đẹp vãi. Mình chẳng có. Wow, họ có quả bóng này. Mình có một cái ván trượt tầm thường thôi.
Trời, nhanh thế. Ui. Quá đâm vào đây thì chết à? Đâm vào đây chết này, đâm vào cái này thì chết này. Chiu 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 chiu. Ủa kìa, bế được các bạn ạ. Mình tông ai thì mình có thể bế người đó đi. Hết chưa, hết chưa? Hết rồi. Chúng ta sang đi cho Crack Royal. Mình đi chơi luôn. Đội hình bên của đối phương chắc là yếu rồi. Cấp độ bên này cấp độ 9, mình cấp độ 11 cơ mà. Mình sẽ gọi băng lưu tinh. Đó, mình sẽ chơi kiểu rỉa máu hai bên. Chiến thuật là úp sọt. Thốn phết, thốn phết, thốn phết. Trò này mình chơi từ lâu rồi, mình chơi cách đây khoảng hơn một năm rồi. Mình đạt cấp độ 11. Là mình sau đó mình nghỉ chơi, mình sang cái trò Bro Star. Trời ơi. Bơm máu. Mà thắng bằng mắt. Ui dồi ôi. Cái men ca này ông đâm thì ôi dồi nước ơi. Chơi thế cũng mà mướp đỡ. 3 sao. Thành tích rất là bình thường. Chúng ta sang Subway Surfer. Let's go bao nhiêu rồi? Chúng ta thử bay lên cao để ngắm cái thành phố này xem nào. Nó thay đổi gì so với hôm qua không? Đúng là nó không thay đổi so với hôm qua. Vẫn là thế đó, vẫn là cái bầu trời màu tím và ánh đèn các kiểu đài điều. Những cái sợi dây điện vẫn còn đầy rồi. Cái độ dài nó vẫn dài bằng hôm qua thôi, nó cũng chả dài thêm bao nhiêu cả. Vì dây điện sao mà dài thêm được. Dây điện không phải là những cái cây cây leo, dây leo. Dây leo nó mới dài được. Để xem nào. Những ngôi nhà này thì đêm lên vẫn là những cái, có những cái ánh đèn nó vẫn rọi ra này. Đây, những cái cửa sổ nó vẫn có những cái ánh đèn, chứng tỏ là vẫn còn người trong này. Thành phố nơi đây khá là trong lành đấy. Mình nghĩ là thế. Nếu mà ô nhiễm thì họ chả chuyển đi nơi khác ở rồi. Ô, đây là một thành phố cảng. Tại vì sao mình nói đây là một thành phố cảng? Các bạn có thể nhìn ra xung quanh này. Ơ, đâu ấy, đâu ấy, nó vừa lướt qua rồi. Đó. Có nước biển này. Và những cái đoàn tàu. Có những con tàu rất là to đậu ở hai bên cảng. Mình tìm xem có chợ sắt không này. Ở đây có chợ sắt không? Không có, không có, không có. Không có thì lại chạy thôi, không có lại chạy xe gió. Để ăn những cái kèn này đi. Mình vừa nãy mình có mua một cái gọi là cái gì nhỉ? Cái ván trượt mới, ván trượt cây đàn. Nhưng mà rất là đáng tiếc sao mình chơi trên con máy này nó lại không loát về cho mình. Nó chỉ có trên con máy trắng của mình thôi. Nếu không thì mình không, nếu không bây giờ chạy đã có một cái phiên bản ván trượt rồi. Cái đàn rồi. Mai mình thử chơi trên con máy trắng xem là thế nào.
Nếu mà nó không có thì mình sẽ sẵn sàng đập vỡ vào cái cây đàn đi. Mình giận người mình sẽ đập vỡ vào cây đàn luôn. Đây có những cái kẹt này. Để xem là cái... Ui. Chú chú, người đuổi mình không phải là ông già Noel nữa. Mình... Ôi khó quá. Chúng ta sang là cho Mera Killer Lady. Đây là chờ Miraculous Lady. À, mình với mình định chọn cái nhân vật mới đó là cái anh chàng rắn này. Nhưng không hiểu sao không chọn được. Cũng muốn lắm nhưng mà không chọn được thôi. Và lộn nhào chỉ có ở trong rạp xiếc thôi. Ngoài đời làm gì có. Wow. Trời, mình đảo như giang lạc luôn. Bỏ cao thủ thế nhờ. Biến hình như này, biến hình như này. Biến hình thành một cô gái mặc trang phục áo mưa. Cái áo mưa này mang trong mình sức mạnh của mấy cái con bọ cánh cam này. Bỏ cánh cam lên cánh cứng ấy nhỉ, bỏ gì nhỉ, bỏ rùa đúng không? À, sức mạnh của bỏ rùa. Ôi thôi, ôi vỡ mồm. Chúng ta sẽ sang trò Scary Teacher. Mình đi chơi cái phần nào nó nhẹ nhàng hơn. Chuột này. Cái phần bắt chuột này một phần rất là hay và cần cái sự khéo léo của bản thân mình. Đấy. Ô, sao cảm ứng nó không được mượt thế này. Ô. Trời ơi, giống trên Android rồi. Trên này điện thoại còn Samsung Galaxy của mình rất là khó cảm ứng. Đi chơi trò này chắc là bị lỗi nào. Lúc cảm ứng rất là mượt, lúc thì không được luôn. Đấy, lúc nào mình cầm cái búa này cảm ứng rất là mượt này. Đây. Mình như vào mình ăn trộm cái miếng format. À, ôm miếng format trong tay rồi. Sau đây mình sẽ lên tầng 2. Hãy đi theo cái đường cửa sau này, cửa tầng 2. Bởi vì nó dễ đi mà đỡ bị đuổi nhá. Bà giáo này bà em tiếc cái bánh lắm, này bà ấy đuổi ác lắm. Wow. Chúng ta đang đi tìm cái bẫy chuột nhá. Sau khi mình thả cái miếng format nó vào mình sẽ bẫy được. Đây mình sẽ bẫy cho cái con chuột nào. Vâng, miếng format là đã ở trong cái bẫy rồi. Cơ hội ngàn năm có một thì cho mình đây. Ui, ngoại trưởng bà giáo mà đứng ngay dưới này. Cho bà ấy đi xuống các bạn ạ. Gì đó? Wow, đúng là trời giúp ta. À, mình sẽ xuống đây mình bẫy chuột bằng cách là mình xoay này, mình chỉ vào con chuột này. Trời, hôm nay bẫy dễ vãi. Bình thường bẫy mãi chả được con chuột. Mình sẽ cầm theo cái này để phòng thân các bạn ạ.
Bà giáo đang ở đâu? Trong bếp à? Để mình cứ nhìn qua đây. Đi hướng này hướng nào? Đây. À, không thể nhìn thấy nhau. Đây đây đây. Wow. Ồ, chuẩn men rồi các bạn. Bà đi sang phòng kia rồi. Đâu rồi? I really am the best cat in the world. Cái cậu này tên là William. What are you doing in my house? Trời ơi, đang vào để bị bắt. Quá là nhỏ nổi hơn. À, mình nghĩ sang cho Steve cũng được. Chúng ta chơi chế độ normal đi. Mình chưa có những cái con tược mới. Hai người này sẽ đấu với nhau. Trời, chơi được bán game mà lâu quá trưởng. Mình gọi hai ba người đào vàng này, xem team bên này có ai. Trời, chưa chi lại gọi người để đánh nhau này. Gọi nhanh thế nhở? Cái âm thanh này. Đi, tắt bỏ âm thanh cho nó đỡ sôi động. Thấy họ bên đằng đào vàng có 4 dân này. Chú nhanh thế, có đông vãi. Hai dân làm sao mà nhanh được, sao nhanh của mình được. Rồi ít bòi, chúng ta có hai cung. Vào đám dân này, chuẩn bị đánh nhau nữa. Đây, chính dân của mình đây. Thì chắc là mình sẽ đợi khoảng thêm ít tiền nữa mình gọi người khổng lồ nhé. Bên này có ai? Mà bên này cũng khá đông rồi, 1, 2, 3, 4 này. Sắp có người khổng lồ rồi các bạn ơi. Có con người khổng lồ là rất là khỏe luôn. Nhanh lên, come on, nhanh lên. Thiếu một tí vàng nữa thôi. Xem bên này nè. À, dùng một tay bọc quần tay sổ đông vui. Gọi được người khổng lồ rồi. Người khổng lồ xong mình sẽ gọi thêm một con dân này thôi. Dân của mình chưa nâng cấp này. Cung đảm là phải đề phòng bên này. Bởi bên này rất là mạnh. Trời đông không này. Một tay bọc quần đông vãi, u đông không, rất nhiều cung thủ, đã đến lúc đánh nhau đấy, đánh nhau đủ dân chưa, chiến, chiến thôi, Archeron fire, fire, ôi, ôi mưa bom mưa bom mưa bom mưa bom mưa bom tinh chưa kìa, tinh chưa kìa, ngoài đập một phát thì chết hết rồi, đập, ui dồi ôi, cái binh đoàn này biết thủ thế nhỉ, bắn con nỏ này.
Kinh chưa kìa. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Quá chết rồi. Ai khỏe thế. Quả cái binh đoàn chung của mình còn thua không? Bét cái này nhẹ này. Thôi chết rồi, vỡ mồm rồi. Vỡ mồm rồi, vỡ mồm rồi. Vỡ mồm rồi. Và ngừng, ngừng, ngừng. Ngừng chiến đấu. Wow, chứ bên này gọi đông nhanh thế nhỉ. Con này có mang máu không? Bên này hết lực rồi. Hết lực rồi. Bên mình còn, còn rất là nhiều người này. Bên này hầu như là không gọi dân lên này. Chúng ta sẽ đánh nhau, cũng đánh nhau lần cuối. Đấy. Bắt đầu rồi. Mình cho dân ra và chiến đấu lần cuối luôn. Cái năng lực đào vàng mới hơi kém. À, chúng ta có thể chiến đấu rồi. Cho đội hình của mình ra đồng đều này. Bắt đầu. Archidons fire. Trời ơi, bộ thế này mình thua mất. Bộ nhìn được. Cung của họ bắn xa vai. Chết được vỡ mồm rồi. Vỡ mồm rồi. À, vỡ nhà, vỡ nhà. Chúng ta sẽ đến cho Spider-Man Amazing. Tan 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 tan. Người hiện đang ngắm nhìn. Và mình có một cái nhiệm vụ này này. Nhiệm vụ này bay xuống đây này. Phải trăng tơ. Phải trăng tơ nó mới giống người nhện. Ủa chỗ nào nhỉ? Chỗ nào nhỉ? Ui dù người nhện đâm đâm đâu. Đâm cả vào cây. Ở đây đang này. Phải trăng tơ nó mới chuẩn. Ở đây, đây ở góc này này. Ui. Ủa tổ người nhện cũng có khác. Bay như chim. Chóng hết các bạn. Ui. Đây 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 đây, chỗ mình này. Đây đây chỗ này, chỗ này. Ui dồi, định làm một pha combo nhưng mà không thành công. Xong rồi anh em ạ. Mình đã tiêu diệt được xong rồi. Hoàn thành xong khoảng 50% cái nhiệm vụ này. Có một cái nhiệm vụ mới cách khoảng 500m. Bây giờ lại phải trăng tơ để bay đi. Đúng chất người nhện luôn, bò như nhện luôn. Do mình là điều khiển người nhện được 2-3 hôm mình bây giờ cũng khá là quen. Đây đây đây, bay đằng này. May quá là tải trò này về nó còn hợp với cái máy này còn chơi được nhé. Nó còn bình thường mà không chơi được không? Nó bị lỗi không tương thích ấy. Đây đây. Đây là cái trò cũ mà. Trò này nó không phải trò mới đâu. Đằng nào nhỉ? Trên tầng à? À, mình sẽ leo lên tầng rồi xem nào. Ai người nhện cũng chạy này. Ô, tít 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 trên kia kìa. À không phải. Đây đây đây, à, đây rồi, nhìn mãi mới thấy ra. Đây đây đây. Ui, 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 ui
Nó là cái này đấy. Đây 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 đây. À, chở ông này đến bệnh viện các bạn. Mình đi theo cái con đường này. I never seen anything like it. He was blue. He could control lightning. I ran fast, but he still tagged me. Bệnh viện là đằng này mà, khổ quá. He was untouchable, more powerful than anyone I've ever seen. Điều khiển được cái sức mạnh của người nhện này cũng rất là khó các bạn ạ. Bởi nó không đơn giản như mình nghĩ đâu. Chúng ta đi đến bệnh viện nhanh kìa, ông này sắp chết. Sắp chết đến nơi rồi. Đây bệnh viện đây đây. Đây 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 đây, bệnh viện đây. Ôi, may quá ông này chưa chết. Chúng ta đến cho cái điểm này này. Ok. Thank you. Quá không có gì. Đây là cái nhiệm vụ bình thường của một người có sức mạnh như mình. Quá lại có nhiệm vụ mới à. Mà thôi, mình sẽ sang game khác. Mình sẽ vào cái trò Minecraft. Chúng ta sẽ vào trong cái chế độ sinh tồn này. À đây không phải sinh tồn, đây là phương lưu ký. Ôi nhìn này. Ôi ôi sao có cái bọn zombie này đi. Có con gì này? Ui ui vãi. Zombie. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Mình đi. Ô ô ô. Quánh nhau luôn. Ủa không đánh được nó đâu. Trời nó khỏe lắm. Cái con này khỏe lắm. Mình phải đi bới một cái gì đó. Bới gỗ này. Sao không bới được gỗ này? Ủa đằng kia có cái hình gì Pokemon à? Ủa kiếp đây toàn quái vật thôi này. Trời ơi đâu cũng có luôn này, người hành tinh này. Ôi mình không dám nhảy đây đâu, mình không biết bơi. Chúng ta sẽ kiếm một cái con gà, con vịt gì đó mình giết thịt nó. Này, ô, người này. Ô, mình đánh được, mình đánh được. Ai a! Trời bị bắn mấy phát vào mông rồi. Ui 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 đau quá. Không sao, chúng ta thịt cái con nhện này chết hết. Đây mình nhìn thấy con nhện bởi vì nó phát ra một cái ánh sáng ở đôi mắt nó. Đôi mắt nó phát ra ánh sáng này. Đây con nhện. Con nhện mình sẽ vặt lông nó. Đấy, đây đây có thịt không? Ồ, đấy có cái gì cả. Không được cái vũ khí nào. Không có gì để mặc cả. Ôi giời. Cho mình đang bị. Cứu. Bọn zombie này nó tấn công kinh quá. Ngoài lên bờ đi. Ô đây này. Đây có những cái con khác này. Con gì đấy? Con này con gì đây? Hello, where are you? Quái vật. Anh em ơi quái vật. What? Đãi thôi. Mình đi sang cho ice cream. Ông ta không hiểu sao con máy này của mình chạy rất là chậm. Nhanh action đi. Về vãi. Không sao mà lấy mình cầm trong tay cái khẩu súng rồi mà. Ông nhưng mà tiến đến gần thì chúng ta đi bắt luôn. Thank you.
Đây. Sao cái ông này có cái điệu cười kinh ngô ơi. Thoát khỏi cái tầm kiểm soát rồi đấy. Chúng ta sẽ đi quét những cái này. Trời, máy quay bị giật. Ông này đâu ấy nhỉ? Âm nhạc kinh tính vãi, như là một bộ phim trưởng mà, bộ phim hành động mà. Làm sao mà phát hiện được ta? Ủa, ông ta đang tiến đến gần anh em ơi. Đây là cái tay. Nếu mà mình nóng ở đây mà ông ta nhìn thấy là ông ta mới bắt được. Nhưng mọi chuyện ui. Xong rồi nào mà. Chúng ta sẽ sang cái trò Basic Education. Sau khi làm xong cái thủ tục check-in là mình bắt đầu chơi trò này đã. Check-in thôi. Mình chơi trò này chưa bao giờ thoát ra được khỏi cái trường học này cả. Nó có gì 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 nhỉ? Đồ chết rồi. Mà thực ra chúng ta giải sai nó cũng chả vì gì đâu, bởi vì đằng nào cũng bị cái tên học trò này. Cái cậu học sinh hư đốn này, cậu đuổi theo, cậu đuổi thịt luôn. Nên là dù học giải toán giỏi đến đâu thì trong cái trò này vẫn bị tóm. Đấy đấy, cái môn này mượm đỡ. Mượm đỡ cái phải. Và bây giờ sẽ là giây phút chúng ta bắt đầu chạy trốn nào. Chúng ta không thể trốn tránh. Mở cửa nhá. Ui. Sao bị tóm nhanh thế nhở? Hôm nay bị tóm quá nhanh nè.